đài Việt Mỹ Television. Chúng tôi và giáo sư Song Thuận trở lại cái tiết mục về cuộc khởi nghĩa 10 năm kháng chiến giành độc lập của Đức Bình Định Vương Lê Lợi. Thưa giáo sư, thì xin giáo sư tiếp tục cho về những cái gì điểm đặc biệt mà giáo sư cần phải trình bày. Vâng, thì chúng tôi lại tiếp tục lại cái phần 1, vì cái phần 1 này rất là quan trọng. Thì như là giáo sư Hoa Thế Nhân nói là Đức Lê Lợi là một người mà có đủ khả năng để mà kháng chiến. Nếu mà ngài là một người mà vinh thân phì gia, tức là yên thân, yên phận đó, Vâng. thì ngài sống ở cái nơi hẻo lánh như thế đó, Vâng. sung sướng lắm, phải không ạ? Vâng. Khó, quân Minh nó cũng biết, nó cũng dụ hoài ngài ra làm việc, nhưng mà nó biết là con ngài có lực lượng, nhưng mà ngài không có theo. Vâng. Nếu mà ngài muốn yên thân thì dễ lắm, cái việc yên thân sung sướng cuộc đời, không Vâng. ai mà động đến, dám động đến ngài cả. Nhưng mà như là lời nói là phải làm một cái gì cho quốc gia, đấy là tinh thần yêu nước. Vâng. Thì Đức Lê Lợi đã có một tinh thần yêu nước rất là, yêu nước rất là cao, và nghĩ đến người khác chứ không phải là chỉ đến cái đời sống sung sướng của mình. Mà trong cái việc này, việc khởi nghĩa này nó là một cuộc khởi nghĩa toàn dân chứ không phải là một sự nổi dậy của một phe nhóm, như là phải không ạ? Yeah. Muốn cho mọi người cùng tâm phục khẩu phục đó, tức là tôn vinh. Thì cái thời xưa chúng ta cũng thông cảm là cái thời xưa, cái thời mà cách đây cả ngàn năm rồi, phải không? Yeah. Thì ở lời đó chúng ta còn tin về cái tín ngưỡng về thần thánh nhiều lắm. Mà nếu mà có một người biết cách vận động cái việc mà vận dụng cho lòng tin của dân chúng đó, để nó phục một người, phục một người như là thần thánh vậy đó, Vâng. thì sẽ là, thì cái việc mà chiến thắng quân ngoại xâm cũng ở trong tầm tay, phải không ạ? Vâng. Vì thế mà khi mà cái chiến tranh chính trị nó xảy ra và được ông Nguyễn Trãi giúp vào đó, thì như như việc mà viết chữ vào lá cây, viết mỡ, lấy mỡ viết vào lá cây, hay là việc đánh nhặt đánh đánh cá mà đánh được thanh sắt, về sau này là có chuyện là cái hồ Hoàn Kiếm, tức là cái kiếm mà hoàn lại khi mà Đức Lê Lợi mà thắng rồi đó, Vâng. và tất cả những cái chuyện này đó thì nó là một truyền thuyết. Có thể là do một khi truyền thuyết thì có thể thôi Yeah. là do một cái đầu óc mà như là Nguyễn Trãi chẳng hạn, hay là Lê Lợi chẳng hạn, thì những đầu óc mà cao siêu thế đã tạo ra, phải không? Thì làm cho dân chúng lúc nào cũng tôn sùng một vị minh chúa, một vị minh chủ đã ra đời. Đấy là cái yếu tố mà rất là hợp với lại cái chiến thuật công tâm, hay là chiến thuật chiến tranh chính trị, hay là chiến tranh tâm lý đó Vâng. của Đức, của Nguyễn Trãi, phải không ạ? Dạ. Chúng ta thấy. Và cái cuộc chiến thắng này đó, giai đoạn này đó, chúng ta chưa thấy, nó chưa thấy chiến thắng, là bởi vì khi mà ta thắng một lần, chúng ta đã nói rồi đó, thì quân Minh đã biết, là vì biết cái xào huyệt của ta, nó lộ cái xào huyệt, vì chúng ta ban đầu còn yếu, chỉ đánh du kích được thôi. Vâng. Đó. Cho nên một lần biết thì nó đem toàn lực để nó giày nát cho tan tành hết tất cả những, chúng ta thấy rằng cái việc này giai đoạn đầu rất là khổ khổ cực, rất là khó khăn. Nếu mà người mà không có ý chí đó, không có một tấm lòng yêu nước như là Đức Lê Lợi, thì chúng ta chắc là nản bỏ qua rồi, phải Dạ không? Đi vâng. về chỗ nào yên thân Rồi. đó. Cho nên cái chiến tranh chống quân Minh đó, để giai đoạn một rất là cam go, mà chúng ta thấy rằng Đức Lê Lợi đã trở về núi Chí Linh 3 lần và đã suýt chết nhiều lần. Mà có lần quan trọng nhất là Lê La, chúng ta đã nói rồi là Lê La phải liều mình cứu Chúa và liều mình cứu cái bộ tham mưu của Chúa, phải không? Rồi. Đấy. Thì không biết rằng giai đoạn chúng ta bây giờ sang giai đoạn thứ hai nhé. Dạ Dạ. thưa khoan, trước khi chúng ta sang cái giai đoạn thứ hai thì tôi xin trình bày cái sự kiện mà Bình Định Vương được Lê Lai hy sinh cứu sống Dạ. một cách chi tiết hơn như giáo sư vừa mới nói đó, thì chi tiết nó hơn nữa là thế này.
Mà sau này đó, khi mà Đức Lê Lợi mất rồi, ông có dặn dặn con cháu các vị vua sau đó và toàn dân đó phải dỗ ông Lê Lai trước ông một ngày đó, để kỷ niệm cái sự hy sinh của Lê Lai, để mà chúng ta trong dân gian có câu là vua Lê Lai liều mình cứu Chúa, vua Lê Lợi xách búa chạy theo, tức là ông giả dạng rồi ông trốn, bởi vì nó bao vây hết rồi, không có đường thoát nữa, Chúa với tôi đều bị kẹt rồi. Thì bây giờ bàn cái kế là để cho ông Lê Lai ông chạy ra, ông không hàng, ông xách quân 500 quân theo, ông đi voi lên nữa là ông mặc áo hoàng bào rồi ông đi chạy ra, thì quân Minh nó tưởng đó là vua Lê Lợi, nó rượt theo thì nó lo, nó tập trung nó rượt ông Lê Lai nó đánh thôi. Thì ông Lê Lai cứ đi vừa đánh vừa chạy cho tới khi bị bắt và bị giết đi, mà giết bằng cách phanh thây đó, thì vua Lê Lợi mới có thấy, mới là nó không còn tập trung nữa, thì ông lẻn và rồi ông dẫn toàn bộ tham mưu trốn. Thì chúng ta thấy đó là một cái sự hy sinh lớn lao. Thì chúng tôi xin đọc một cái bài viết của giáo sư Huỳnh Thanh Nhơn, ông này cũng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và trước đó là giáo sư sử địa tại các trường ở tỉnh Long An. Bình Định Vương Lê Lợi được Lê Lai hy sinh cứu sống thoát khỏi được vòng vây tại Chí Linh vào năm 1000 vào tháng 6 năm 1419. Lực lượng Lam Sơn bị hao mòn, người ngựa đều khốn đốn vì đói khát và bệnh tật. Trước tình thế tuyệt vọng đó, con đường sống duy nhất của Lam Sơn là làm thế nào để thoát khỏi nơi bị vây khốn, để có thể trốn thoát mà làm chuyện lớn. Thì sách Lam Sơn Thục Lục chép việc này như sau: bây giờ quân ta chỉ mới thắng được vài trận nhỏ mà thế bao vây của giặc lại ngày càng hăng. Đức vua liền bàn với các tướng: ai có thể thay ta mặc áo hoàng bào này, đem 500 quân và 2 thớt voi, nói là để đi đánh thành Tây Đô, hễ gặp giặc tới đánh và xưng la lớn rằng ta là chúa Lam Sơn đây, để cho giặc bắt, khiến ta có thể nhân đó mà ẩn náu nghi binh, thu nhặt sĩ tốt để xử sự sau này. Các tướng lúc đó không ai dám nhận lời hết, chỉ có ông Lê Lai. Lê Lai cũng là một người trong thân thích của thân tộc của vua Lê Lợi, thì ông nói rằng: thần nguyện khoác áo hoàng bào của bệ hạ, ngày sau nếu bệ hạ có thể làm nên nghiệp lớn, thu được thiên hạ trong tay, thì xin hãy nghĩ đến công lao của thần. Là ông biết ông đi là chết rồi, bởi vì nó giặc nó đông lắm, nó đông hàng vạn người, ta đi 500 người thì đánh cái gì, thì chỉ có cái đánh để dụ nó rượt, để cho vua Lê Lợi trốn thôi. Thì ông nghĩ thinh xin ngài hãy nghĩ đến công lao của thần mà cho con cháu muôn đời thần được hưởng ơn vua lập nước. Tức là ông cũng tiên đoán được là cuối cùng thì cái chuyện mà dân quân Đại Việt toàn thắng quân Minh là phải tới thôi, thành ra ông xin trước. Đó là điều mong ước của thần, đó là nguyên lời của ông. Thì vua cũng cáo tế với trời đất và khấn rằng: Lê Lai có công khoác áo của trẫm, sau này trẫm cùng con cháu của trẫm và tất cả các tướng lãnh công thần cũng như con cháu của họ, nếu ai không nhớ đến công này thì xin cho cung điện này hóa thành rừng núi, ngôi báo sẽ hóa thành đồng rỉ, gươm thần hóa thành con dao thường. Vua khấn xong thì Lê Lai liền đem quân đến trước trại giặc để khiêu chiến. Giặc cậy quân đông xông ra đánh, Lê Lai cưỡi ngựa phi thẳng vào trại giặc nói rằng: ta là Lê Lợi chúa Lam Sơn đây. Giặc liền dây đánh và bắt được Lê Lai rồi đem ông vào trong thành Tây Đô xử bằng cực hình, lăng hình, tức là cho ngựa phanh thây đó. Thì khi bọn Phương Chính, tức là bọn Tàu á, bắt được Lê Lợi thật, Lê Lợi bèn cho coi như là làm xong rồi, thành ra mấy anh yên chí, mấy anh lui binh. Trong lúc đó thì Lê Lợi cùng tướng sĩ trốn chạy về phương Bắc và trú ẩn tại núi Lương Sơn cách Chí Linh độ 50 cây số. Đó là cái cuộc khởi đầu gian nan như giáo sư Thông Thuận nói, mà phải về Chí Linh 3 lần, bởi vì Chí Linh là một cái xào huyệt mà khó đánh lắm, khó đánh lắm. Thành ra ông phải về đó trở lại để trốn trốn quân Minh. Đó là giai đoạn thứ nhất, thưa giáo sư. Vâng, thì trước khi ra qua cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta ôn qua lại một tí xíu những điều mà chúng ta nó còn thiếu sót phải không ạ? Thì tôi xin tóm tắt lại trong cái phần thứ nhất, tức là giáo sư Hoàng Thế Nhân đã chia cái cuộc kháng chiến này ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn một là cực khổ lắm, phải quân của kháng chiến của Lam Sơn đó,
quân của Đức Lê Lợi đó, phải về giúp về Chí Linh 3 lần. Và có lần nguy cấp lắm, nó bị bao vây nguy cấp, phải nhờ đến ông Lê Lai liều mình cứu Chúa. Và mình trong dân gian về sau này có câu là 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Phải không? Yeah. Tức là cái câu đó là câu tục ngữ thôi. Right. Chứ là 21 là ngày Lê Lai bị phanh thây đó, bị yeah. chết đó. Thì phải nhớ rõ ông trước, phải không? Right. Mà 22 mới là cái ngày rỗ Lê Lợi, tức yeah. là trước một ngày. Đây là chúng ta thấy rằng cái giai đoạn thứ nhất. Mà giai đoạn tóm tắt lại cái giai đoạn thứ nhất này mà sở dĩ mà quân Minh nó không có bắt được Lê Lợi là thứ nhất là có nhờ Lê Lai cứu Chúa, phải không? Vâng. Thứ hai là khi mà mình thắng được một vài trận nhỏ đó thì lộ cái sở huyệt yeah. mà nó cố đánh. Thì à. ông phải đánh cái kiểu du kích, ông thấy nó giữ lại mà bỏ chạy, cho nên rất rất là cực khổ phải bỏ chạy. Thắng xong rồi sau đó lại tìm cách mà lùi, nếu không là nó tiêu diệt là tiêu hết. Dạ. Yeah. Và thứ ba nữa là thêm cái sách lược của ông Nguyễn Trãi đó, yeah. tức là đánh vào lòng người đó, yeah. thì cái sách lược này rất là sách lược Bình Ngô này rất là hiệu nghiệm, bởi vì ông đối xử rất là tử tế với những người mà quân giặc mà đã đầu hàng. Yeah. Đấy là lấy chí nhân thay cường bạo. Yeah. Thì những kẻ nào mà không đầu hàng ấy thì ông giết ngay. Yeah. Như vậy thì có cái cuộc mà chúng ta so sánh về sau này đó, khi đánh Pháp đó. Yeah. Thì những người mà trong cái đoàn thể mà của Việt Minh mới đầu chưa có thành Việt Cộng, nó mà thành Việt Minh thôi, yeah. là họ áp dụng cái chính sách là đào đường đắp ổ rồi cũng đánh bót nhẹ những cái đồn bót mà quân Pháp nó lẻ tẻ đó, yeah. họ áp dụng cái chiến thuật nghĩa là công đồn mà đánh cho sợ, đánh chỗ nào mà nhỏ thì họ dùng lực lượng lớn, yeah. họ xâm chiếm rồi họ giết, nhưng họ không thiếu cái sách lược của ông Nguyễn Trãi, phải không? Yeah. Họ không có cái điểm là đem đại nghĩa thắng hung tàn đó, họ thiếu cái đó. Yeah. Cho nên khi mà chúng ta không ngạc nhiên khi mà họ chiếm được Sài Gòn rồi đó, thì họ xây cái men chiến thắng, họ không có nghĩ đến cái sách lược của ông và công tâm nữa, của ông Lê Lợi, ừ. ông Nguyễn Trãi nữa, và họ trả thù. Vì thế mà cái dân tộc Việt Nam nó khốn khổ đấy, nó thù hận trong ngoài người Việt Nam, nó có một cái là không có hòa được với nhau, người Việt giết người Việt, rồi người Việt làm cho những cái chuyện mà nó xáo trộn như thế đó. Thì chỉ béo thằng Tàu đó, phải không? Yeah. Nó sang ngày nào đó nó trùng đầu hết, nó nắm đầu hết, chúng ta lại Việt Nam lại thành nô lệ là nó khổ lắm, nô lệ lần này là khổ lắm ạ. Vâng, thưa giáo sư, thì nhân giáo sư nói về cái chuyện mà 75 đó thì tôi cũng xin có ý kiến. Lúc mà khi cộng sản vào đó thì tôi không biết giáo sư đi lúc nào, nhưng anh em chúng tôi kẹt lại. Thì mình suy nghĩ thì thôi, thì cái chuyện làm quan với làm dân nó cũng không phải cái gì ghê gớm lắm. Nếu mà mình không còn làm quan thì mình làm dân, mình cũng đóng góp. Đấy, chúng tôi chấp nhận chuyện đó. Và chúng tôi nghĩ rằng chính quyền mới thì họ cũng là người Việt. Mà người Việt với nhau thì có cái gì mà rất là mà ác với nhau được. Nhưng mà không ngờ họ lại áp dụng một cái chính sách là giống như Tần Thủy Hoàng vô, cái là họ đi lùng bắt các dân nhân, những người mà làm văn nghệ thôi. Đó. Cái chuyện mà họ bắt quân đội với lại hành chánh rồi những công chức, thì cái chuyện đó là tôi nghĩ là nó cũng đúng thôi. Nhưng mà đúng từ một giai đoạn nào thôi, rồi cũng phải cho người ta trở ra, bởi vì đào tạo được một viên sĩ quan không phải là chuyện dễ, mà đào tạo được một viên chức hành chánh, trời ơi, bỏ ra 20 năm, đậu tú tài là 18 tuổi, phải học thêm 4 năm, 5 năm nữa, thì mới được ra 23, 24 tuổi làm công chức. Những cái kinh nghiệm tích lũy như vậy đã vận hành cái nước Việt Nam Cộng Hòa mà trong 20 năm chiến tranh mà chúng ta
nước Việt Nam Cộng Hòa không có thiếu nợ ngoại quốc gì hết á, nghĩa là dư tiền còn để bên Mỹ này nữa. Thành ra quý vị thấy là nếu mà không có những cái tài ba như vậy đó, chịu đựng làm sao nổi 20 năm chiến tranh. Đấy. Thì đáng lẽ ra đó, theo tôi đó, lúc đó tôi cũng có cái suy nghĩ, cũng bàn bạc với những người ưu tư thời thế, nhưng mình nói nhỏ thôi chứ đâu có dám nói lớn, là mấy ông này dở quá, những người tài trí đó giữ với bộ phận lãnh đạo thôi, còn lại những cái cán bộ trung cấp đó thì đồng ý là cho họ học tập về đường lối, nhưng mà sau đó mình giữ lại, còn những cái thương gia đó giữ lại để điều hành, để quản lý, bởi vì cái công tác quản lý nó nhiều khê, mà họ bây giờ quản lý 30-40 năm rồi cũng chưa đâu ra đâu cái nước Việt Nam hết đó. Mà hồi đó Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã quản lý rất là đâu ra đó. Ông giáo sư tốt nghiệp ra đi xuống Cà Mau dạy, ông biết ông lãnh bao nhiêu lương, ông sống cuộc sống thế nào, mà cái giá trị của đồng tiền mà ông lãnh ra, ông sống dư, ông nuôi vợ nuôi con được đấy, mà ra quản trị cũng như thế, là cả một cái tài trí chứ không phải là chuyện đơn giản. Họ không làm, họ bắt mấy người đó là kể cả trung cấp thấp gì, họ bắt họ nhốt hết cái đã. Rồi cái điểm nữa là tới cái giới thương buôn thì họ lại thù hận theo kiểu Mao Trạch Đông, tức là không cho mày buôn bán gì hết, tao bắt mày làm nông dân hết. Nông dân thì họ làm ít thì không đủ ăn, thành ra lúc đó chúng ta cả nước đói. Còn cái chuyện thương mại đó, những người đó họ có cái khiếu rồi, họ có cái khả năng, họ nhìn, họ biết thị trường liền, họ biết là phải cái giá bao nhiêu mà bán được, giá bao nhiêu không bán được, cái chuyện đó là nó thiên bẩm rồi đó. Thì mấy đời nó mới ra, thành ra, và những cái móc nối của họ với những cái hệ thống phân phối nữa thì họ mới bán, cái điều hành cái thị trường nó ổn định được. Đằng này vô chặt đứt cái mặt thì rối loạn liền, là vì mấy anh cán bộ làm sao điều hành thị trường được, đâu có biết giá cả, đâu có biết kinh tế tài chính là cái gì. Thành ra rồi bắt thương buôn luôn những cái mà chúng ta đã kết nối được với tư bản ngoại quốc về hàng hóa sản xuất thế này thế kia. Thì chúng ta cứ lấy về đi, rồi chúng ta làm, rồi những người đó vẫn tiếp tục liên lạc, nhưng mà cán bộ chính phủ nắm giữ vai trò giám đốc thì lại cái nước nó lại ổn định liền lập tức. Nó không phải bị một thời gian mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn bị sa sút về kinh tế, ngay cả trong cái vùng Đông Nam Á, thưa quý vị. Dạ vâng, thì nhận xét của giáo sư Hoàng Thế Nhân rất là chính xác. Thì có một điểm này, khi mà đã áp dụng cái chiến thuật du kích của Đức Lê Lợi đó, mà lại thiếu cái phần áp dụng cái chính sách công tâm. Công tâm nó áp dụng một nửa thôi, cho địch nó sợ thôi, nhưng mà ta đối với ta lại quá tệ, tức là thiếu cái gọi là đem đại nghĩa thắng hung tàn mà lấy chí nhân thay cường bạo. Thì tôi nghĩ rằng thế này thôi, là không phải những người thực sự mà theo cái phong trào chống Pháp đổi Pháp đi đấy, vâng, thì hoàn toàn là một số người có cái tâm sự như thế. Vậy người Việt không muốn giết người Việt, người Việt lúc nào cũng áp dụng cái chính sách là của Nguyễn Trãi đó, của cụ Nguyễn Trãi đó, vâng, là đem đại nghĩa thắng hung tàn, thì họ thắng rồi, vâng, nhưng mà có một bàn tay lông lá đằng sau, tức là thằng Tàu. Thằng Tàu là cái thằng là xui ra hết. Nó không muốn, nó nằm trong cái bộ chính trị của nhà nước, của Đảng Cộng sản. Thì nó nắm lại hết. Nó bảo là phải giết thế này thế này. Bên Campuchia nó còn đập đầu những người mà nó còn phá tan, giết mấy triệu người nữa. Thì Việt Nam nó làm như thế là cũng là nhẹ thôi. Vậy thì chúng ta rút bài học là có thằng ngoại xâm, thằng ngoại quốc nó, thằng Tàu đó, nó xâm vào thì chúng ta không phân tích ra đó, thì một ngày nào đó nó lại nắm đầu chúng ta thôi. Vâng, thưa giáo sư, thì đến đây thì thời giờ cũng đã, chúng ta cần một số quảng cáo để đến tới kỳ tiếp là kỳ sau. Thưa giáo sư, thì lần kế tiếp đó thì chúng ta sẽ bàn về nói về cái con người mà đưa được những điều như giáo sư nói, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo đó. Chúng ta sẽ sơ qua về cái cuộc đời và thân thế và sự nghiệp của cụ Ức Trai.